Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Tuần vừa qua thì mình nghĩ là có rất là nhiều thông tin tích cực liên quan đến các cái đơn vị đăng ký lên SEC để xin giấy phép vận hành các quỹ Bitcoin ETF. Và bản thân thị trường crypto cũng có những cái động thái phản ứng rất là tích cực. Tuy nhiên, song song với đó thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được rất là nhiều những cái cập nhật về mặt sản phẩm cũng như là những cái tiết lộ, những cái lộ trình sắp tới của rất là nhiều dự án bên trong hệ sinh thái DeFi. Và cùng với nhiều cái thông tin tích cực đó thì mình hy vọng rằng là tập podcast DeFi Discussion tuần này đâu đó sẽ mang lại cho anh em nhiều cái nguồn cảm hứng mới, nhiều cái từ khóa mới để anh em có thể tiếp tục theo dõi, tìm tòi thêm để có thể đưa ra được những cái góc nhìn cũng như là những cái quyết định đầu tư phù hợp cho mình trong thời gian tới. Và không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ vào thẳng luôn cái chủ đề của tập tuần này. Tập tuần này là 102 và mình nghĩ là cái từ khóa này bọn mình đã nhắc quá nhiều trong cái series podcast DeFi Discussion rồi. Đó là Layer 2. Thì trong tập tuần này chắc là chúng ta sẽ không nói lại những cái khái niệm là Layer 2 là gì, vai trò của Layer 2 là như thế nào. Bởi vì chúng ta đã xuyên suốt một năm rưỡi vừa qua rồi thì chúng ta đã nói quá nhiều về cái từ khóa này rồi. Trong tập tuần này thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào điểm qua, dò lại những cái cập nhật về mặt kỹ thuật, về mặt sản phẩm của các cái layer 2 và để xem là trong cái thời gian tới thì cái xu hướng, cái cách họ xây dựng sản phẩm sẽ theo một cái mô típ như thế nào anh em ha. Có lẽ đầu tiên chúng ta sẽ đến với một trong những cái tên mà gây nhiều tranh cãi nhất, không chỉ là riêng trong tuần vừa qua mà là xuyên suốt cái hành trình mà dự án này đã phát triển sản phẩm của mình. Thì tuần vừa rồi Polygon họ đã công bố cái lộ trình Polygon 2.0 và trên cái lộ trình đó thì cái cột mốc đầu tiên của họ là dịch chuyển cái mạng Polygon BOS hiện tại, BOS là Proof of Stake hiện tại, dịch chuyển sang một cái cơ chế kỹ thuật khác, đó là ZK Validum. Thì nếu như mà anh em nào tìm hiểu về cái khái niệm Validum thì cũng biết là nó là một trong những cái giải pháp Layer 2 song song với nhiều cái giải pháp mà chúng ta đã quá quen thuộc như là Rollup hoặc là Sidechain. Thì Validum thì bản chất nó cũng là một cái Layer 2 thôi và nó giúp tối ưu hóa cái khâu xác thực giao dịch, làm sao để tăng tốc độ giao dịch lên nhanh nhất và giảm thiểu những chi phí xuống thấp nhất. Tuy nhiên điểm khác biệt của Validum, mặc dù nó cũng sử dụng những cái bằng chứng mã hóa là ZK, là Zero Knowledge, thì Validum nó sẽ lưu trữ dữ liệu ở ngoài và nó không lưu trữ dữ liệu ở trên mạng lưới của Ethereum. Vậy thì đây là cái cách tiếp cận sắp tới mà Polygon sẽ áp dụng cho cái mạng BOS hiện tại. Tại vì sao mình nói đây là một trong những cái blockchain mà nó gây tranh cãi trong cộng đồng thì dù anh em cũng biết rồi thì Polygon thực ra họ mang tiếng là họ sẽ vận hành ở trên Ethereum nhưng mà họ sẽ sử dụng một cái đồng quản trị và một cái đồng để trả phí khác Ethereum, đó là Matic. Thì cái chi tiết này khiến cho cộng đồng Ethereum họ cũng khá là không hài lòng lắm và họ luôn có cái cảm giác là Polygon đang có những cái lệ thuộc và những cái cách tiếp cận nó không có lợi cho cộng đồng Ethereum nói chung. Với việc là dịch chuyển sang cái cơ chế Validum này thì có một chi tiết chúng ta thấy là Polygon đang rất là quan tâm đến cái cách tiếp cận ZK ha. Trước đó thì Polygon đã công bố một cái ZK EVM, một cái mạng lưới mà tích hợp cái công nghệ ZK Rollup, cái giải pháp ZK Rollup với lại cái sự tương thích của EVM. Sắp tới thì chúng ta sẽ biết được nhiều hơn những cái cột mốc của Polygon trong thời gian tới. Thì cái này thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn ở cái phần là những cái thông tin mà chúng ta cần quan tâm hơn ở trong tương lai, ở phần cuối của cái tập podcast này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ điểm sang một cái cập nhật khác cũng rất là đáng chú ý, đó là FraxChain. Thì anh em nào tham gia thị trường DeFi thì cũng đã biết được là Frax với cái token quản trị là FTX thì họ cũng đang rất là nổi tiếng trong cái mảng stablecoin
mới gần đây thì họ lớn sân sang cái mạng liquid staking, những cái sản phẩm khác hỗ trợ như là lending. Thì trong tuần qua Frax đã công bố cái kế hoạch triển khai một cái layer 2 riêng của mình và nó tên là FraxChain. Cái điểm đặc biệt của cái chi tiết này đó là dự án cho biết sẽ sử dụng Frax và cái đồng FRX ETH, tức là cái định dạng liquid staking của dự án, để trả phí cho những cái hoạt động ở trên cái layer 2 này. Và điểm chú ý là những cái doanh thu sẽ được distribute lại cho cái token quản trị là VFX. Thì sẽ có nhiều cách để distribute. Và trước mắt thì hiện tại thì mình thấy là đội ngũ của họ khá là ủng hộ hai cái giải pháp, đó là buyback và burn token, để có thể gọi là phân bổ lại những cái lợi ích hoạt động trên cái mạng lưới trong các cái sản phẩm của giao thức về lại cho token holder. Thì có một cái chi tiết mà mình thấy khá là chú ý với cái giải pháp này, đó là họ sử dụng hai cái đồng là Frax và FRX Ethereum. Thì Frax thì hiện tại mình nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó gây nhiều tranh cãi, bởi vì hiện tại họ đang trong cái lộ trình là đẩy cái tỷ lệ, cái tỷ trọng collateral ratio lên gần mức 100%. Điều này đồng nghĩa là cái đồng stablecoin Frax sẽ có xu hướng được backing 100% bởi USDC trong thời gian tới. Thì đây là một cái chi tiết mà liên quan đến stablecoin mà mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều cái góc nhìn để khai thác. Thì nếu mà có cơ hội thì chúng ta sẽ có một tập riêng dành cho những cái stablecoin kiểu như thế này. Một cái token khác được sử dụng trong cái việc trả phí đó là cái FRX ETH. Đây là cách tiếp cận mà mình đánh giá là khá là win-win của đội ngũ Frax. Đó là họ không sử dụng hẳn một cái đồng như là các cái layer 2 hiện tại, đó là họ sử dụng thẳng luôn là Ethereum, mà họ sử dụng một cái phiên bản liquid staking của dự án mình phát triển. Từ đó mở rộng cái nguồn cung cho cái tạm gọi là cái derivative này, cái token phái sinh này. Và nếu như mà cái hoạt động ở trên chain của họ nó thực sự hiệu quả và nó được cộng đồng ủng hộ, thì cái nguồn cung của cái token này nó sẽ được mở ra, và từ đó nó sẽ tăng thêm doanh thu về cho cái hoạt động liquid staking của bản thân Frax. Thì đây là một cái tiếp cận mà mình nghĩ là rất đáng để chờ đợi, tại vì nó không hẳn là dùng một cái token riêng, một cái token quản trị riêng cho dự án để trả phí và gây rất là nhiều tranh cãi trong cộng đồng Ethereum, và có thể là gọi được coi như là một cách tiếp cận mà trục lợi từ Ethereum. Thì họ sử dụng một cái giải pháp hybrid là từ cái liquid staking token của mình. Thì cái này cũng là một cái rất là hay, một cái cách tiếp cận mình nghĩ là nó khá là khác so với khá nhiều các cái layer 2 hiện tại. Thì roadmap của cái layer 2 này theo những thông tin hiện tại mình có thì nó sẽ bắt đầu từ cuối năm nay 2023 và bắt sang đầu năm sau 2024. Thì đây là một cái khoảng thời gian mà dự án họ sẽ bắt đầu phát triển cái nền tảng cho FraxChain ha. Ok, cập nhật thứ 3 mà mình nghĩ là cũng rất là đáng chú ý liên quan đến các layer 2 trong tuần vừa rồi, đó là Optimism. Thì họ đã đổi tên cái mạng lưới của mình sang là OPMainnet trong tuần vừa rồi. Và song song với cái thay đổi về mặt tên gọi đó thì OPStack cũng chào đón rất là nhiều những cái sự ủng hộ của các cái bên, mình tạm gọi là bên thứ 3. Họ sử dụng cái bộ công cụ OPStack của Optimism để phát triển những cái giải pháp hệ sinh thái layer 2 riêng của mình. Thì cái tên nổi bật nhất trong cái danh sách sử dụng OPStack thì trong tuần vừa rồi chúng ta có OPBNB. Thì đây là layer 2 mà được BNB Chain họ phát hành, phát triển, và họ sẽ sử dụng cái bộ công cụ của OPStack. Song song đó thì họ sẽ có một vài cái tinh chỉnh trong kỹ thuật dựa trên cái nền tảng này để phù hợp hơn cho cái nhu cầu sử dụng của BNB Chain. Và hiện tại thì mình thấy là có một cái dự án khác cũng sử dụng cái OPStack này trong tuần vừa rồi, đó là cái Zora. Thì Zora thì nó là một cái thị trường về NFT, cái nơi để mọi người giao dịch NFT, có thể mint, có thể tạo ra những cái bộ collection và trao đổi với nhau.
thì Zora trước đây họ sử dụng cái nền tảng của Ethereum Layer 1, tức là cái nền tảng ở dưới L1, cái lớp Layer 1 thì cái chi phí nó rất là mắc và cái tốc độ xử lý nó cũng không quá cao. Thì bây giờ họ đã phát triển một cái giải pháp Layer 2 riêng và họ cũng sử dụng cái bộ công cụ của OpenStack trong thời gian tới để hỗ trợ cho cái Layer 2 này. Thì có rất là nhiều những cái lợi ích khi mà sử dụng. Thì nhưng mà cơ bản nhất thì với Layer 2 thì tất nhiên là cái phí giao dịch và cái tốc độ giao dịch nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Thì đây là hai cái điểm cốt lõi với cái bộ công cụ OpenStack. Song song đó thì nó có những cái tính liên quan đến flexibility, tức là cái tính linh hoạt để cho các dự án họ có thể tùy chỉnh những cái nhu cầu riêng của mình để có thể phục vụ cho người dùng một cách tối ưu hơn. Hiện tại thì mình không thấy một cái chi tiết nào liên quan đến việc là cái lợi nhuận sẽ được phân bổ như thế nào sau hai cái thông tin hợp tác như thế này. Thì nếu như mà anh em nào sử dụng testnet của cái OpenBNB thì vẫn sẽ thấy là cái đồng được trả fee thì vẫn là BNB. Thì mình không rõ là cái việc là chia sẻ cái doanh thu từ cái hoạt động ở trên mạng lưới nó sẽ như thế nào. Vì trước đó chúng ta cũng có một cái thông tin là Base, cái Layer 2 cũng sử dụng OpenStack của Optimism. Thì họ cũng có những cái tiết lộ về cái tỷ trọng mà họ sẽ phân bổ lại cho cái treasury của Optimism. Thì với hai cái cập nhật mới nhất này của OpenBNB và Zora thì hiện tại chúng ta vẫn khuyết cái dữ liệu đó. Rồi, một cái đối trọng khác của OpenMainnet thì đó là cái Layer 2 Arbitrum. Nếu như mà bên Optimism chúng ta có cái bộ công cụ là OpenStack thì Arbitrum họ cũng có một cái bộ công cụ riêng tên là Arbitrum Orbit. Thì trong tuần vừa rồi Arbitrum đã công bố những cái tài liệu cũng như là những cái hướng dẫn cho DevChain, tức là cái mạng thử nghiệm cho cái bộ công cụ này. Thì cái cập nhật này cũng thu rất là nhiều sự chú ý của cộng đồng và cũng rất là nhanh chóng thôi, có khoảng hơn 30 dự án đã bắt đầu triển khai cái sản phẩm thử nghiệm ở trên cái DevChain này. Thì đây cũng là một cái cập nhật cũng rất là đáng chú ý liên quan đến các Layer 2 trong tuần vừa rồi. Ok, thì nãy giờ chúng ta đã điểm qua 4 cái cập nhật đáng chú ý liên quan đến các cái giải pháp Layer 2 trong tuần vừa rồi. Thì đúng là có một cái phần gì đó nó rất là tích cực, rất là nhiều những cái thay đổi nó đáng chờ đợi trong thời gian tới. Tuy nhiên là để mà có những cái góc nhìn nó đa chiều hơn, để mà có những cái góc nhìn nó công bằng hơn, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đề cập đến một vài những cái giới hạn mà có thể ảnh hưởng lên các cái Layer 2. Cái đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái cập nhật mà rất là đáng chú ý ở trên Ethereum trong thời gian tới, đó là cái EIP 4844. Thì nhiều anh em nghe tới 4844 thì nghĩ đây sẽ là một cái giải pháp nó giúp giảm thiểu cái chi phí core data, tức là cái chi phí để lưu trữ dữ liệu của Layer 2 ở trên Layer 1 á, sẽ được cắt giảm và nó sẽ rất là có lợi. Tuy nhiên nếu như mà theo dõi những cái buổi thảo luận của các cái core dev, các cái đơn vị phát triển, các cái lập trình viên của Ethereum á, thì anh em sẽ thấy là cái việc triển khai một cái kiểu giao dịch mới mà người ta gọi là cái prop transaction á, tức là những cái giao dịch mà nó sẽ có cái lưu trữ dữ liệu nó ở cái dạng mạnh và nó nhỏ hơn á, thì cái thay đổi trong cái cách thực hiện giao dịch này nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái thay đổi tinh chỉnh nhỏ nhỏ liên quan đến kỹ thuật. Và hiện tại thì đội ngũ Ethereum Core Dev thì họ vẫn đang phải thảo luận với nhau rất là kỹ thêm cái EIP nào và loại bỏ cái EIP nào để cho cái nâng cấp sắp tới, một cái nâng cấp rất là lớn của Ethereum là Denkun. Họ cân nhắc rất là nhiều những cái đề xuất, những cái EIP để làm sao để đóng gói lại với nhau và thực hiện trong cái nâng cấp Denkun sắp tới. Thì việc mà những cái tinh chỉnh này nó làm sao để nó an toàn và nó phù hợp nhất thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian trong cái khâu mà thảo luận, rồi sau đó họ thử nghiệm ở trên testnet và sau đó họ mới triển khai lên mainnet. Thì đây là một cái giai đoạn mà nó có thể là sẽ khiến cho Layer 2 phụ thuộc rất là nhiều về cái mặt scaling. Thì đó là những cái giới hạn về phụ thuộc với lại Layer 1, thông tin liên quan đến EIP 4844. Rồi, cái giới hạn thứ hai mà anh em cần quan tâm với các cái Layer 2 hiện tại, đó là cái câu chuyện phi tập trung hay không phi tập trung. Thì
với các cái optimistic grown up á, thì hiện tại phần lớn là không có fault proof. Thì fault proof là những cái cơ chế để đảm bảo được là cái mạng lưới nó không có cái sequencer, cái đơn vị xác thực nào họ gian lận và gây ảnh hưởng lên tài sản của người dùng. Thì hiện tại cái fault proof này, nó theo mình nhớ không nhầm, hiện tại nó chỉ có ở trên Arbitrum. Còn hầu hết những cái layer 2 khác thì chúng ta vẫn đang phải mặc định là tin tưởng những cái đơn vị sequencer ở trên, vận hành ở trên cái mạng lưới đó. Cái chỗ này thì mình có thể nói rộng thêm một xíu, đó là với các cái giải pháp là Zero Knowledge thì họ sẽ triển khai cái Validity Proof thay vì Fault Proof như là các cái Optimistic Grown-Up. Cái Validity Proof á, thì nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn hơn so với Fault Proof, vì nó liên tục nó đính kèm những cái bằng chứng này song song với mỗi lần mà cái layer 2 nó tương tác với layer 1 thì nó sẽ đính kèm những cái proof này liên tục. Tuy nhiên, đánh đổi cho cái sự an toàn đó thì cái validity proof này nó sẽ rất là tốn kém khi mà số lượng giao dịch ở trên các cái ZK rollup nó chưa đủ nhiều. Thì khi mà cái khâu mà tạo proof, tạo bằng chứng và đóng gói nó không có đủ nhiều cái số lượng giao dịch thì cái chi phí giao dịch trên mỗi đầu thao tác nó sẽ bị đội lên rất là nhiều ở cái giai đoạn mà các cái giải pháp nó chưa có được cái scaling, cái mức độ sử dụng nhiều như thời điểm hiện tại. Thì đó là một cái đánh đổi liên quan đến fraud proof và validity proof. Rồi thì nếu như mà theo dõi Twitter thì anh em sẽ thấy có rất là nhiều những cái giải pháp trong thời gian tới mà chúng ta cũng có thể theo dõi để nó giải quyết cái vấn đề gọi là phi tập trung của sequencer trên các cái layer 2 ha. Thì có một vài từ khóa ví dụ như là share sequencer này, hoặc là xa hơn thì họ đề xuất luôn cả một cái cơ chế mới, đó là cái sovereign rollup, tức là những cái rollup tự trị, và họ sẽ có những cái hệ thống đồng thuận riêng trên cái rollup của mình. Thì đây là nhiều cái giải pháp nó vẫn đang ở trong cái giai đoạn là ý tưởng thôi. Thì anh em quan tâm thì có thể theo dõi những cái bên dự án họ phát triển sản phẩm liên quan đến những cái từ khóa này. Thì cá nhân mình nhận định thì Ethereum hiện tại và các cái layer 2 vẫn đang khá là loay hoay trong cái khâu xử lý vấn đề của mình, vì họ khi mà giải quyết một vấn đề thì nó thường phát sinh ra thêm một vấn đề mới, và họ khi mà phát sinh ra vấn đề mới thì họ hay nghĩ ra nhiều khái niệm mới để xử lý cái vấn đề đó. Thì đây là một cái khá là luẩn quẩn đối với cái hệ sinh thái Ethereum và cái layer 2. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải chờ thời gian để những cái thay đổi ở dưới nền tảng của layer 1 của Ethereum nó thực sự nó thay đổi và nó phù hợp hơn, và nó sẽ xử lý những cái vấn đề liên quan đến cả ba cái cạnh của tam đề blockchain. Thì cái này nó sẽ phần nào triệt để hơn, chứ ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều những cái lớp giải pháp nó chồng lên nhau và nó liên tục phát sinh ra nhiều cái vấn đề mới. Thì cái này Vitalik cũng đã có những cái chia sẻ trong cái bài blog là đừng làm rối rắm hóa cái khâu quản trị của Ethereum. Thì anh em có thể tìm đọc thêm cái bài blog này của Vitalik. Rồi, cái giới hạn thứ ba mà rất là nhiều layer 2 mắc phải, và rất là nhiều những cái KOL ở trên Twitter họ cũng đã viết những cái bài blog phân tích rất là dài, đó là cái câu chuyện về native asset. Thì khi mà dịch chuyển tài sản giữa các cái hệ sinh thái á, ví dụ như điển hình như từ layer 1 lên layer 2, thì những cái tài sản khi mà đi qua những cái cầu nối này, cái bản chất của nó sẽ rất là khó để xác định. Và cái việc mà mạng lưới nó đồng thuận với nhau như thế nào và nó đảm bảo an toàn như thế nào khi mà tài sản đi qua đi lại giữa các chain, thì cái này nó cũng là một cái điểm nghẽn và một cái giới hạn mà khi các cái giải pháp layer 2 họ phát triển. Thì đó là những cái gạch đầu dòng mà mình thấy là layer 2 ở cái bối cảnh hiện tại, mặc dù có rất là nhiều những cái cập nhật đáng chú ý, những cái thay đổi liên quan đến sản phẩm, tuy nhiên là nó vẫn là những cái giới hạn khiến cho nhiều cái layer 2 nó vẫn chưa thực sự là đạt được tới cái hiệu quả tối đa như kỳ vọng của nhiều người dùng. Ok, phần cuối này thì sau khi điểm qua cái bối cảnh hiện tại của các cái layer 2 thì chúng ta sẽ liệt kê ra một vài cái tên cũng như là một vài cái từ khóa để chúng ta theo dõi trong thời gian tới.
Thì đầu cái podcast này mình đã đề cập đến cái lộ trình Polygon 2.0, và tính đến thời điểm hiện tại thì họ mới chỉ công bố cái giải pháp là ZK-EVM và cái việc chuyển dịch giữa BOS hiện tại sang ZK-Validum. Thì trong cái lộ trình này, vào cuối tháng 6, cụ thể là ngày 29 tháng 6 thì Polygon cũng cho biết sẽ công bố một cái giải pháp mới để giúp hợp nhất cái thanh khoản giữa các cái nhánh sản phẩm trong hệ sinh thái Polygon. Thì hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ chi tiết của cái sản phẩm này là như thế nào và họ sẽ dịch chuyển cái chiến lược sản phẩm của mình đi theo hướng nào, thì đây sẽ là một cái thông tin mà chúng ta cần theo dõi vào ngày 29 tháng 6 và cuối tháng 6 này. Rồi, một cái layer 2 khác mà khá là được kỳ vọng, tuy nhiên là cái tốc độ phát triển sản phẩm nó vẫn đang khá là trì trệ bởi vì nhiều cái trúc trặc ở trong kỹ thuật, thì cái tên mình muốn nhắc đến ở đây là Stuxnet. Thì trong thời gian vừa qua thì Stuxnet đã có cái cập nhật rất là đáng chú ý, đó là họ triển khai cái ngôn ngữ Cairo 1.0 lên trên mainnet. Và đây là cái bước tiền đề để họ thực hiện cái thay đổi lớn nhất và đáng kỳ vọng nhất của họ, đó là cái Regenesis. Thì Regenesis nó sẽ yêu cầu tất cả các sản phẩm ở trên mạng lưới dịch chuyển smart contract của mình từ ngôn ngữ Cairo phiên bản 0.0 thì vậy sang cái phiên bản mới là phiên bản 1.0. Thì cái cập nhật Regenesis sắp tới trong cái roadmap của họ nó sẽ giúp đồng bộ hóa lại phần lớn các cái sản phẩm trên hệ sinh thái, và từ đó các cái dự án họ có thể bắt đầu yên tâm họ phát triển sản phẩm. Tại vì hầu hết các cái dự án ở thời điểm hiện tại họ cũng khá là lo ngại, họ rất là chần chừ trong việc là phát triển sản phẩm ở trên mainnet, mặc dù là mainnet của Stuxnet đã triển khai được rất lâu rồi, nhưng mà thường thì các dự án họ đang chờ cái khâu Regenesis xong xuôi hết, mọi thứ vận hành ổn định thì họ mới bắt đầu phát triển sản phẩm ở trên mainnet, chứ họ không gọi là ưu tiên phát triển trước cái cột mốc Regenesis này. Một từ khóa nữa mà hệ sinh thái Stuxnet họ cũng đề cập, đó là cái Storage Proof. Thì anh em nào mà quan tâm đến cái cơ chế vận hành của các cái Zero Knowledge Rollup á, thì có thể tìm lại một cái tập liên quan đến việc là ZK, công nghệ ZK, một cái tập podcast trước đây mà có cái tiêu đề là ZK có đồng nghĩa với sự riêng tư hay không á, thì mình cũng có đề cập đến cái việc là những cái proof ZK này nó sẽ được vận hành như thế nào, và cái cách mà các cái ZK rollup họ sử dụng công nghệ Zero Knowledge để tối ưu hóa lại được cái lượng dữ liệu, cái kích thước các cái bằng chứng giao dịch, và họ đẩy xuống layer 1, họ tối ưu cái kích thước đó như thế nào. Thì anh em có thể tìm hiểu thêm về cái trong cái tập podcast đó thì mình cũng đã có chia sẻ. Thì cái khái niệm Storage Proof này thì rất là được kỳ vọng là trong tương lai nó sẽ giúp nén những cái dữ liệu ở trên Stuxnet lại và tối ưu hóa cái khâu xác thực, gọi là tương tác với lại layer 1 nhiều hơn. Thì từ đó nó sẽ giúp đẩy cái tốc độ xử lý và cũng như là giảm thiểu những cái chi phí cho mạng lưới này. Mặc dù là chúng ta thấy là thời điểm hiện tại thì cái TPS của cái số lượng giao dịch ở trên mỗi giây mà cái mạng lưới Stuxnet nó đang xử lý thì nó rất là thấp, và cái chi phí nó cũng không phải là quá tối ưu. Thì đây là một trong những cái cải tiến và một trong những cái chi tiết mà mạng lưới họ cũng đang rất là nhấn mạnh ở trên các cái phương tiện truyền thông của mình. Thì anh em có thể chú ý theo dõi những cái từ khóa liên quan như vậy. Rồi, mình nghĩ là một tuần vừa rồi thì rất là nhiều những cập nhật đáng chú ý, và nó cũng rất là phức tạp liên quan đến kỹ thuật của các cái sản phẩm trong hệ sinh thái Layer 2. Thì hy vọng là cái tập podcast tuần này đâu đó nó đã tổng hợp một cách gọi là hiệu quả nhất để anh em có thể dễ dàng theo dõi những cái chuyển động của các cái hệ sinh thái cũng như là các cái sản phẩm trong cái nhánh ở Layer 2. Thì cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với DeFi Discussion tuần này, và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong tuần tiếp theo để cùng nhau chia sẻ những cái câu chuyện, những cái góc nhìn, những cái thông tin hết sức thú vị liên quan thị trường crypto và thị trường DeFi anh em ha. Rồi, thì không biết gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hẹn gặp lại anh em.